Xin chào bạn, ở đây mình đang có một con ống kính rất là ngon, xịn và giá thành cũng không hề rẻ và rất là ít người ở Việt Nam biết đến cái hãng này. Hãng này á có tên á là Yongji Optics, Việt Nam mình hay gọi á đó là Mitakon. Thì các bạn có thể quen thuộc hơn và có thể là đã nghe ở đâu đó rồi. Và đây là con ống kính 35F0.95 phiên bản đời 2 Speedmaster. Với con ống kính này á thì bên mình đã làm video clip rồi, nhưng mà cái lúc đó giá nó khoảng 13 triệu rưỡi, bây giờ hãng giảm giá chỉ còn khoảng hơn 8 triệu thôi, rất là rẻ cho một con ống kính gốc đa dụng nhưng mà khẩu độ thì siêu siêu lớn. Và trên tay mình hôm nay thì sẽ là ngàm cho Fujifilm FX nha các bạn. Với con ống kính này á thì sẽ có các ngàm cho Fujifilm nè, Sony K5SM và M43. Này, cái hộp đóng gói rất là đẹp, phiên bản đời 2 nha. Với phiên bản đời 2 á, thì cái hộp nó sẽ như vậy, giống y như một cái hộp quà tặng vậy đó, đẹp lắm. Và đây là nhân vật chính của chúng ta. Khẩu độ rất là lớn nhưng mà cầm nắm á, thì khá là nhẹ. Với con Mitakon 35F0.95 đời 2 này á, thì nó đang cạnh tranh trực tiếp với Laowa 33F0.95, nhưng mà con Laowa thì nó khoảng 11 triệu, còn con này thì chỉ có là bây giờ sale chỉ còn có khoảng hơn 8 triệu thôi, nên rất là đáng để các bạn có thể lựa chọn và mua. Khẩu độ lớn nhất là F0.95, khẩu độ bé nhất là F16 và vòng khẩu là dạng D-Lite, là vòng khẩu trơn. Khoảng cách lấy nét gần nhất là 35 cm và ống kính này sẽ bằng kim loại nguyên khối nha, phi là 55 mm. Ống kính thì sẽ chán phủ rất là nhiều lớp coating nên khi chụp sẽ ít bị quang sai màu hơn, ít bị viền tím hơn. Tại vì khẩu mà 0.95 như vậy thì rất là nhiều người sẽ sợ là bị quang sai, bị viền tím ảnh. Nhưng mà với con này thì các bạn sẽ không còn lo lắng về việc đó. Với phiên bản đời 2 này thì hãng đã giảm trọng lượng tối đa so với phiên bản đời 1 luôn. Phiên bản đời 1 là hơn 600 g, phiên bản đời 2 này chỉ có hơn 400 g chút xíu thôi. Và với con ống kính này á thì nó sẽ có 11 thấu kính trong 8 nhóm và có đến 9 lát khẩu nên bokeh thì rất là đẹp nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ cắm con ống kính này lên body Fujifilm XS10 của bên mình cho các bạn xem nó sẽ như thế nào nha. Đây là khi mình cắm lên body Fujifilm của bên mình, nên rất là nhỏ gọn và thiết kế của nó thì sẽ giống mấy con lens của Leica, rất là đẹp. Tất nhiên á là trên body XS10 á thì nó có cái bán cạnh như vậy nè, nó không đẹp cho lắm. Nếu mà bạn dùng mấy dạng mà Fuji X Pro, XE thì nó sẽ đẹp hơn, hoặc XT á thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Rồi nếu mà các bạn nào muốn mua hoặc là muốn xem hình ảnh chụp từ con lens này thì các bạn cứ vào fanpage bên mình là BFTSA Việt Nam, hoặc là link mình sẽ để bên dưới nha. Bên mình sẽ có hỗ trợ miễn phí vận chuyển và hỗ trợ trả góp cho các bạn luôn. Còn đây là số điện thoại bên mình. Bạn nào cần tư vấn gì đó thì cứ liên hệ trực tiếp với mình là được. Rồi, ok, xin chào các bạn.